Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hiện giờ đó là 4 giờ chiều, ngày 26 tháng 6 là ngày Chủ nhật tại Cali. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ hai ngày 27 tháng 6 rồi. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin nổi bật và cũng không có nhiều thông tin lắm. Nhưng mà tôi cũng dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn như là chúng ta cũng sẽ nói tới tình hình chung của thị trường. Chúng ta nói tới một số những tin tức nhất là liên quan tới FTX và BlockFi có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan tới Harmony chúng ta cũng sẽ dành mỗi thời gian để mà nói tới nước nga và cái việc mà cấm vàng là như thế nào chúng ta cũng sẽ nói tới danh mục đầu tư của thuận hiện bây giờ là có như đồng nào và cuối cùng chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà chung bình giá đó sẽ là những gì mà thuận sẽ chia sẻ với các bạn Trước hết á, nhìn vào giá cả các bạn sẽ thấy giá bây giờ đây thì cũng thật ra không có gì khác biệt nhiều so với giá của ngày hôm qua Giá BDC bây giờ là cũng xây quanh mức là 21.000 mà thôi Và khi mà các bạn nhìn vào những đồng lớn đó các bạn cũng sẽ thấy được là hôm nay có một chút xíu màu đỏ xuất hiện Nhưng mà cũng không có sự thay đổi nhiều Các bạn thấy được những đồng lớn đó thì lên xuống khoảng chừng là 1-2% Có nghĩa là trong vòng 24 giờ qua đa phần lớn là giá cả cũng dậm chân Tại chỗ có một đồng đó chính là đồng Fcoin, thời so, đồng Fcoin là một đồng mà các bạn đã thấy được là cũng có cái sự tăng trưởng là 32,4% Và một trong những lý do đó thường nghĩ là tại vì chúng ta thấy gần đây có một cái music video Có một cái bài hát được chia sẻ bởi Eminem và Snoop Dogg về bài hát này đó Thì dùng cái NFT Boa App trong bài hát này và đương nhiên điều này đã khiến cho cái tính lan tỏa của cái NFT boyf nó tăng lên. Việc mà Snoop Dogg đó thích NFT boyf thì cũng là điều chúng ta đã biết uh, cuối năm ngoái rồi. Trên màn hình đó, các bạn cũng thấy đây là bốn cái NFT boyf mà được chia sẻ bởi Snoop Dogg ngày 21 tháng 12 đang sở hữu 4 cây NFT này Nhưng mà có một điều mà có thể là làm cho Thuận bất ngờ hơn là Thuận thì không nghe nói tới M&M cũng có cái sự tham gia vào cái NFT BoF này Nhưng mà M&M đó thì cũng sở hữu một cái BOEP NFT đây là cái bài viết được chia sẻ ngày 6 tháng 1 đó thì lúc đó đã có một người nói là đã bán cái BOF NFT cho M&M với cái giá thời điểm đó là 123,45 đồng Ethereum. Ở cái thời điểm bán đó, cuối năm ngoái thì đáng giá là 450.000 đô Nhưng mà tính tới giá hiện tại thì đáng giá không chỉ là 110.000 mà thôi Tại vì giá Ethereum cũng đã đi xuống rất là nhiều So với cái đỉnh của cuối năm ngoái Và đây là cái bof NFT mà được sở hữu bởi M&M Còn về bốn cái BOF NFT được sở hữu bởi Snoop Dogg đó thì giá bao nhiêu thì rất là khó kiếm tài liệu hầu như là thường không thấy tài liệu trên mạng à, chia sẻ chi tiết là Snoop Dogg đó bỏ bao nhiêu tiền để mà mua bốn cái NFT này cho dù là bỏ bao nhiêu tiền ra đi nữa đó thuận vẫn nghĩ là có thể là Yuga Labs trả rất là nhiều tiền à, để cho Snoop Dogg và em nó trở thành người đại diện và làm cái bài hát này để mà tiếp tục phát triển NFT BOF đó là cái thông tin đầu tiên Thông tin thứ nhì tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta cũng nhận được thêm một thông tin nữa đó chính là Bitpanda. Đây là một cái nền tảng giao dịch chứng khoán và crypto ở Austrian và nước Austrian là nước Áo. Nhiều người hay nhầm lẫn nước Austrian và Australia. Australia là nước Úc, Austrian là nước Áo và cái nền tảng này đó đã ra thông báo là sa thải hàng loạt 730 nhân viên. Tuy nhiên rồi, trong những thời điểm mà giá cả không tốt này đó thì họ sa thải nhân viên để giảm bớt cái chi tiêu về uh, nhân sự để có thể ta tiếp tục cạnh tranh và có thể tiếp tục vượt qua được cái thời điểm mà giá cả không tốt và cái volume giao dịch có thể là không có tốt như là cái thời điểm bây giờ. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta lại thấy được là cái từ đi tìm kiếm trên Google đó crypto is dead có nghĩa là crypto đã chết á thì cái từ tìm kiếm này ở trên Google đã đạt mức cao kỷ lục luôn các bạn thấy bên dưới này uh, đây đó là cái uh, từ khóa Crypto is dead từ năm 2004 cho đến hiện tại Thì các bạn đã thấy được là ngay thời điểm này đó, có nhiều người tìm kiếm cái từ Crypto is dead Thường là khi nhiều người nghĩ đó, Crypto đã chết Đó là những lúc tốt để tích lũy dù theo lịch sử trước đây Và chúng ta cũng có thể thấy được là nơi nào là nơi mà kiếm cái từ này nhiều nhất Đó chính là nước Úc đứng đầu, kế đó là Singapore, kế đó là Ireland Thứ tư là Hoa Kỳ và thứ năm là Canada Điều tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó Đây là một cái thông tin mà đang gây cái sự xôn xao Đó chính là có phải là sàn FTX sẽ mua lại công ty BlockFi hay là không Thì điều mà chúng ta nên biết đó là những thông tin này bây giờ vẫn chưa có được xác nhận chính thức Nhưng mà tài liệu này đó được nhiều người chia sẻ Tại vì thông tin này đã không phải là đến từ Cointelegraph Mặc dù bài báo này là trên Cointelegraph Nhưng mà cái thông tin chính thức đó là được chia sẻ bởi The Wall Street Journal Tạp chí Wall Street nổi tiếng cho nên ít nhiều gì đó người ta còn nghĩ là cái khả năng thông tin này đó có cái phần sự thật rất là cao Và điều mà chúng ta nhận được đó là chúng ta cũng đã biết là cách đây vài ngày đó có thông tin Là sàn FTX đó mở một cái đường tín dụng để mà cho công ty BlockFi mượn à, để mà xây sở cái đường tín dụng đó, đó, là tới 250 triệu đô la và bây giờ đó chúng ta đã biết thêm là nếu như mà công ty BlockFi chấp nhận và sử dụng cái đường tín dụng này đó thì một trong những điều kiện là sàn FTX sẽ mua lại công ty BlockFi với một cái giá nào đó chúng ta thực sự là chưa có biết rõ ràng bây giờ là cái thỏa thuận đó là ra sao nhưng mà thông tin là bây giờ có thể là sàn FTX chuẩn bị mua lại công ty BlockFi và Sam Bankman Free đó thì nói bước mơ mở, mở chứ không có nói rõ nói là cho dù là những sự kiện như là liên quan tới BlockFi liên quan tới Celsius, liên quan tới 3 Capital là không có liên quan trực tiếp với là sàn FTX Nhưng mà đối với lại cái vị thế sàn FTX đó, thì cũng có một chút trách nhiệm nào đó để có thể là hỗ trợ làm giảm thiểu đi cái khả năng là giá cả có thể là tiếp tục đi xuống sâu hơn nữa Đó chính là điều được chia sẻ bởi Sam Bankman Free cho tới thời điểm này đó thì BlockFi vẫn nói là họ không có vấn đề gì về mặt tài chính và họ cũng đã từng nói đó là tuy là họ cũng có cho 3 Aeros Capital mượn tiền nhưng mà khi mà bất cứ ai mượn tiền ở trên sàn BlockFi đó thì họ có cái phần thế chấp cao hơn là cái số tiền mượn cho nên BlockFi đó không có gặp vấn đề liên quan đến tài chính nhưng mà các bạn hay được là cho dù họ nói như vậy 250 triệu cái số tiền mượn này thật sự là con số không có nhỏ đâu nếu như mà không có vấn đề gì thì không có ai đi mượn 250 triệu hết và chúng ta cũng thấy được là một số những cái nhà đầu tư ban đầu đó của công ty BlockFi đó như là Morgan Creek Thì Morgan Creek cũng là một cái VC, một cái quỹ đầu tư mạo hiểm không có lớn như là 3 Capital Nhưng mà họ cũng là một trong những quỹ mà đầu tư vào trong BlockFi những ngày đầu tiên để mà hỗ trợ công ty BlockFi trở thành một công ty lớn như là bây giờ thì Morgan Creek đó, bây giờ đã liên hệ theo thông tin thôi chúng ta chưa biết chi tiết thì theo thông tin là Morgan Creek đã gọi điện thoại và liên hệ với lại nhiều những nhà đầu tư khác nhau để có thể là gây dựng một cái quỹ là 200 50 triệu này để đưa cho BlockFi mượn thay vì là để BlockFi mượn cái số tiền này đến từ FTX Tại vì nếu như mà BlockFi đã thực sự là ký giấy tờ hợp đồng để mà mượn số tiền này từ FTX thì sang FTX sẽ có cái khả năng theo pháp lý là thu mua lại công ty BlockFi và điều này đó có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là những công ty như là Morgan Creek thì sẽ phải chấp nhận lấy lại một cái phần tiền có thể là thấp hơn là họ đã đầu tư ban đầu và cổ phần của họ sẽ không còn nữa tại vì đã bị thu mua lại bởi FTX với cái thỏa thuận với BlockFi cho nên đây là thông tin là cuối tuần này đó CEO của Morgan Creek đó, rất là bận gọi điện thoại khắp nơi để mà gây dựng cái quỹ 250 triệu để mà đưa cho BlockFi đó là những thông tin mà mới nhất chúng ta nhận được nhưng mà có một điều đó mà các bạn cần phải nên biết đó là đối với lại cái hợp đồng giữa sàn ftx và blockfi đó đây là hợp đồng mà tốt nhất đối với những nhà đầu tư tại vì nếu như mà blockfi bán lợi cho ftx đó, thì dựa theo những gì mà chúng ta biết là cái số lượng tiền còn lại trong blockfi đó nếu như mà có sự cố xảy ra thì những người mà gửi tiền vào đó họ sẽ là những người đầu tiên có thể được trả cho số tiền mà họ gửi vào rồi sau đó phần còn lại mới là trả cho những cái chủ nợ ngược lại nếu như mà không bán cho ftx đó, thì lỡ như mà công ty blockfi mà bị phá sản đó thì cũng sẽ giống như là công ty celsius có nghĩa là sẽ dẫn đến là cái số lượng tài sản sẽ được bán và sau đó cái số tiền mà họ bán thu lại được đó, thì số tiền đó họ trước hết sẽ trả chu nợ Phần còn lại đó thì mới trả cho những người mà gửi tiền lên trên sàn Có nghĩa là những người gửi tiền lên sàn lúc nào cũng là đứng xếp hạng chót để nhận được tiền Nhưng mà đối với FTX thì họ nói là nếu như mà bán cho FTX Thì họ sẽ ưu tiên cho những người mà gửi tiền có được quyền rút ra Trong trường hợp xấu xảy ra Bây giờ đó BlockFi có thực sự gặp vấn đề không chúng ta vẫn không có biết Tại vì cho đến thời điểm này chúng ta chỉ biết là họ cần mượn một số tiền mà thôi Còn những chuyện khác đó thì họ đều nói là họ không có vấn đề gì đó là thông tin liên quan tới BlockFi và FTX Tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta muốn trở lại thông tin mà thường đã chia sẻ ngày hôm qua mà hiện bây giờ đã vẫn gây nhiều cái sự tranh cãi là không biết thông tin này là thật hay là giả đó chính là việc có phải là công ty Goldman Sachs sẽ thu mua lại tài sản của công ty Celsius trong cái trường hợp là công ty Celsius bị phá sản hay không thì đây vẫn là một cái thông tin mà chưa được xác nhận cả hai bên ngân hàng Goldman Sachs và Celsius vẫn không có trả lời thì điều này đó có nghĩa là gì điều này có nghĩa là cũng có phần đúng trong đó đối với thuận tại vì thường nó nếu như là một cái thông tin à, hoàn toàn bị đặt đó, thì thường những công ty họ sẽ lên tiếng nói là không có chuyện đó nhưng mà bây giờ cả hai bên đều im lặng thì chúng ta tiếp tục chờ đợi xem coi là sự thật như thế nào nhưng mà có một số những thông tin thường thấy trên mạng đó nó không đúng sự thật đó chính là nhiều người nói là Goldman Sachs là ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ sẽ thu mua lại Celsius thì điều gì không đúng dựa theo cái tài liệu chúng ta có đó là họ chỉ thu mua lại tài sản mà thôi nghĩa là Celsius sẽ bị ép buộc phải bán tài sản trong trường hợp là khai phá sản rồi sau đó trả tiền cho chủ nợ và Goldman Sachs muốn trở thành người mà mua cái số tài sản đó với cái giá rẻ một điều khác nữa đó các bạn thấy được là một điều đó là Celsius Trước đây đó là họ nói là họ tổng cộng là quản lý 12 tỷ đô la Trong số 12 tỷ này đó là họ đã cho mượn là 8 tỷ rồi Và chúng ta thấy được là cái số lượng tiền mà Goldman Sachs muốn mua lại Tài sản của Celsius chỉ có 2 tỷ mà thôi có nghĩa là 1 phần 6 Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là những người mà gửi tiền ở Celsius có phải chỉ nhận được 1 phần 6 số tiền họ gửi hay là không trong trường hợp xấu nhất chúng ta đều không biết nhưng mà đây là những tài liệu mới nhất mà thường muốn chia sẻ tại vì nhiều bạn rất quan tâm đến những thông tin này và chúng ta cũng có một cái cập nhật đến từ harmony các bạn đã nhớ là harmony bridge bị tấn công và đã bị mất đi 100 triệu đô la thường nhớ đó là thông tin thường chia sẻ ngày hôm qua cái đội harmony đó đã nói là bây giờ đó họ sẽ cho cái người mà lấy tiền của họ đó một triệu đô la chỉ cần là người đó trả tiền lại cho Đội của Harmony, cái số tiền mà đánh cắp đó, 100 triệu đó trả lại cho Harmony thì người đó sẽ được lấy 1 triệu đô la mà không có bất cứ câu hỏi nào và cũng không có truy cứu bất cứ một trách nhiệm nào. Thì nhiều người nói là làm gì mà có chuyện người ta lấy 100 triệu rồi bây giờ trả lại lên một triệu thôi Thật ra đó khi mà, mà số tiền lớn như vậy đó bị lấy mất đi Thì sẽ có rất nhiều người quan tâm đến và sẽ theo dõi rất là chắc chẽ Ở trên blockchain bất cứ một sự di chuyển nào cũng bị người ta theo dõi hết Và đương nhiên sẽ không có dễ dàng để mà đổi cái số lượng tiền đó ra thành tiền mặt được đâu Tại vì khi mà đưa lên bất cứ một sàn lớn nào đó mà họ biết đến từ một cái dịu tấn công một cái dịu hát đó, thì số tiền đó sẽ bị đóng băng lập tức cho nên cũng có thể là người này sẽ trả tiền lại cho harmony và chỉ lấy một triệu mà thôi những cái sự kiện tương tự trước đây đó cũng đã có sự kiện này xảy ra rồi các bạn đã nhớ là chúng ta nói tới một cái dịu tấn công với lại Polar Network các bạn đã nhớ là sau đó thì số tiền đó cũng đã được trả cho về và họ chỉ lấy một phần nhỏ mà thôi hy vọng là số tiền này sẽ được trả trở về cho harmony nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98. Với Coin 98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin 98 Extension và Coin 98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay một thông tin nữa đó được chia sẻ đó là với việc là giá BTC đó đi chợ xuống và xây ở mức là 20.000 đô thì có một điều tốt một điều tốt đó là gì một điều tốt đó đó chính là cho nhiều người cơ hội để có khả năng sở hữu một BTC các bạn thấy được là một BTC đó lúc mà ở cái mức giá là 20.000 hiện bây giờ thì đương nhiên là một mức giá cũng rất là cao đối với nhiều người nhưng mà so sánh với lại cái thời điểm mà BTC là 69 000 70 000 thì một người mà có thể bỏ ra 69 70 000 để mua nguyên một Bitcoin đó thì thật ra cũng không có nhiều người đâu đó là những người mà thật sự có nhiều tiền mà thôi chứ còn ở cái mức là 20 000 này đó vẫn là một cái mức rất là cao đối với là nhiều người nhưng mà vẫn là một mức thấp hơn nhiều so với mức 69 000 cho nên ở mức này đó thì tạo ra cơ hội cho nhiều người có khả năng có thể là sở hữu một BTC hơn đương nhiên cái thời điểm mà sở hữu một BTC đó mà phần lớn mọi người đều có thể làm được đó chính là thời điểm đầu năm 2017 lúc đó giá BTC chỉ khoảng là từ 700 800 đô mà thôi. Lúc đó là một thời điểm mà nhiều người có thể mua nguyên cả một Bitcoin. Bây giờ thì cũng có thể nhưng mà con số nó đã cao hơn nhưng mà vẫn thấp hơn so với lại thời điểm cách đây nửa năm chúng ta cũng có thể nhìn thấy được cái tài liệu được chia sẻ bởi Classno đó đây là cái số lượng địa chỉ ví mà lưu trữ hơn một bitcoin thì các bạn đã thấy được là liên tục đạt đỉnh mới và hiện bây giờ vẫn đang đạt đỉnh mới điều mà chúng ta nên biết ở đây đó là con số này là đang ở cái mức là khoảng chừng 900.000 địa chỉ ví thì không có phải là 900.000 người có một btc trở lên đâu tại vì một người có thể có nhiều địa chỉ ví có thể là bản thân các bạn cũng có rất nhiều địa chỉ ví BTC bản thân thường cũng có rất nhiều địa chỉ ví BTC và ngược lại một địa chỉ ví cũng có thể là thuộc về nhiều người giống như là địa chỉ ví của sàn cho nên chúng ta rất là khó để biết được nhưng mà ít nhiều gì đó cái xu hướng này cũng cho thấy được là ngày lại càng có cái sự tăng trưởng là nhiều địa chỉ ví có hơn một BTC và đang ở cái mức là 870.762 địa chỉ ví và chúng ta cũng có thể thấy được một tài liệu khác được chia sẻ bởi Classnode đó là chúng ta nhìn vào Bitcoin lưu trữ trong ví mà hơn 5 năm có nghĩa là 5 năm qua đó hoàn toàn không có bất cứ một cái sự di chuyển nào đây là những địa chỉ ví mà nhiều người cho là địa chỉ ví của những người mà có cái đầu tư lâu dài và hoàn toàn không có bị lay động bởi giá cả tại vì 5 năm vừa qua các bạn đã thấy được là giá cả dao động mạnh đến cỡ nào rồi đi từ dưới 1.000 đô lên 20.000, từ 20.000 về 3.000, từ 3.000 lên tới 63.000, từ 63.000 63 xuống còn 29.000 rồi lên 69.000 rồi trở xuống mức hiện tại là 21.000. Cho nên những ai mà có thể là qua được thời điểm đó mà không có cái động thái gì trong địa chỉ ví của họ thì đương nhiên họ có tâm nhìn rất là xa thì những người mà có địa chỉ ví hơn 5 năm đó, các bạn thì được cái số lượng địa chỉ ví đó đang ở mức cao hiện tại. Có nghĩa là những hodler vẫn có lòng tin rất nhiều và bây giờ là 4 giờ 25 phút chiều tại Cali thì chúng ta đã thấy là chỉ số hợp đồng tương lai chứng khoán Hoa Kỳ đã mở cửa và hiện bây giờ đỏ một chút. Sau 3 ngày liên tục tăng trưởng mạnh là thứ tư, thứ năm, thứ sáu tuần vừa rồi thì bây giờ mở cửa là đỏ một chút nhưng mà cũng không phải là đỏ lắm. Và chúng ta cũng đã nói tới trong video ngày hôm qua những gì mà các bạn cần phải quan tâm đến trong tuần tới này, nhất là liên quan đến chỉ số lạm phát PCE Thường sẽ không lặp lại trong video này như thế nào mà chưa xem thì hãy xem video thường đăng ngày hôm qua Và chúng ta cũng có một cái thông tin Mà thông tin này đó là có thể liên quan đến giá vàng Các bạn thì được là hợp đồng của vàng đó Thì bây giờ thì vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ Ở mức là khoảng 1.800 đô cho một ounce vàng nhưng mà có một cái tài liệu đó đó chính là những quốc gia trong cái khối G7 đó thì đã cùng nhau ra quyết định là họ sẽ cấm nhập khẩu vàng đến từ nước Nga và Điều này đó, đối với lại Tổng thống Joe Biden thì nói đây là một trong những động thái có thể khiến cho nền kinh tế của nước Nga thất thoát lên tới là hàng chục tỷ đô la. Tại vì sao? Tại vì đó, nước Nga là một trong những nước mà sản xuất rất là nhiều vàng. Các bạn đã được đây là thống kê à, đến từ GoHub. Thì các bạn thấy được trên màn hình đó, đây là những quốc gia mà đào vàng và chúng ta thấy được là Trung Quốc đứng đầu với 332 tấn. Kế đó là nước gì? Kế đó là nước Nga là 330 tấn Có nghĩa là nước Nga là nước đứng thứ nhì trên thế giới Đào vàng, sản xuất vàng và sau đó là xuất khẩu Cho nên đây là một trong những cái thông tin mà Tổng thống Joe Biden tin là sẽ dẫn đến cái sự ảnh hưởng lớn về nền kinh tế của nước Nga. Và chúng ta đã thấy là bên nước Anh ấy, thì họ cũng đã ra quyết định là sẽ cấm những cái bàn mới nhập khẩu từ nước Nga hiện tại. Đây là một thông tin mà cũng đang được nói tới nhiều cho nên thường muốn chia sẻ với các bạn. Cái sự ảnh hưởng trực tiếp với crypto thì đương nhiên thường cảm thấy là cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được là có thể là có ảnh hưởng đối với cái giá vàng. Nếu như mà không nhập khẩu vàng từ nước Nga thì có phải là cái giá vàng ở Hoa Kỳ những nước trong G7 thì sẽ có cái sự tăng giá hay là không? Đó là điều mình thường cũng chưa có rõ hiện tại. Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi giá vàng trong thời gian tới đây xem có là sự ảnh hưởng ra sao khi mà mà không có cái nguồn nhập khẩu nhiều vàng nữa thì giá vàng có tăng hay là không? Một điều khác nữa đó là chúng ta đã nhớ là sau khi mà có chiến tranh bùng nổ giữa Nga và Ukraine đó, rồi sau đó chúng ta thấy được là có nhiều quốc gia cấm vận à, nước Nga. Các bạn thấy trên màn hình đó là biểu đồ à, giữa đồng đô la và đồng ruble của nước Nga. Thì à, sau khi mà chiến tranh bắt đầu và chúng ta có những cấm vận kinh tế đó thì dẫn đến là đồng ruble mất giá so với đồng đô la chứ bạn đã được là thời điểm đó là thời điểm hồi tháng 2 của năm 2022 tới tháng 3 cho nên biểu đồ này nó mới tăng lên nghĩa là đồng ruble của nước Nga đang mất giá nhưng mà ngược lại thời gian gần đây đó đồng ruble đó đã có sức mạnh trở lại cho nên chúng ta mới thấy là cái biểu đồ này đó đã giảm xuống mà thậm chí thì bây giờ đồng ruble của nước Nga đó cái sức mạnh còn cao hơn là trước khi có chiến tranh, trước khi có cấm vận nữa. Và dựa theo những tài liệu mà chúng ta nhận được đó thì đồng ruble hiện bây giờ là ở mức mạnh nhất từ tháng 5 2015. Thì bây giờ đồng ruble đó đang mạnh đến nỗi mà ngân hàng trung ương của nước Nga đã phải tìm cách để mà làm cho đồng ruble mất giá chứ nếu như mà đồng ruble cứ mạnh như vậy hoài đó thì sẽ dẫn đến là xuất khẩu đó nó sẽ không có được tốt tại vì đương nhiên đồng của quốc gia mà mạnh thì xuất khẩu rất khó khăn tại vì đồng kia đổi qua thành đồng ruble thì nó sẽ không có tốt như hồi xưa nữa cho nên nếu như một quốc gia mà muốn xuất khẩu nhiều thì cần phải có cái tiền tệ của họ yếu đi thì mới xuất khẩu nhiều được và bây giờ Thuận sẽ chia sẻ với các bạn cập nhật liên quan đến cái danh mục đầu tư crypto của Thuận trong thời gian là hai tuần qua đó các bạn đã biết là thuần cũng dành rất nhiều thời gian để mà rút tiền đến từ những cái ứng dụng như là BlockFi, như là Nexo, như là Celsius, như là những cái công ty mà trước đang sử dụng Gemini, Coinbase vân vân. Tại vì sau cái sự kiện liên quan tới Celsius đó, thì thuần cũng đã không có cái lòng tin đối với những cái ứng dụng đó nữa. Thuần cảm thấy được là có lợi nhuận là 7-8% nhưng mà cái mà chúng ta phải chấp nhận rủi ro đó thì nó quá lớn. Các bạn cứ nghĩ đi một cái chương mô đầu tư các bạn các bạn gửi tiền vào trong những ứng dụng như là Celsius đi thì các bạn nhận được là 7%, 8% một năm thì các bạn có thể nhận được lãi suất bao nhiêu năm. Nếu như mà có vấn đề như bây giờ đó họ không cho các bạn rút thì các bạn có khả năng là mất hết tiền thì cái rủi ro quá cao so với lợi nhuận đạt được cho nên thường đã quyết định là tự lưu trữ trong ví dụ lạnh như trước đây thì tốt hơn. Và trong cái thời điểm này đó thuận cũng đã có một số những cái sự thay đổi như các bạn nhìn thấy đó là thuận đã không còn lưu trữ đồng CEO nữa lý do thì cũng đơn giản thôi tại vì um, thuận đang trong cái thời điểm đã đút tiền ra từ crypto.com tại vì thường sẽ không lưu trữ trên đó để mà lấy lãi nữa cho nên không có lý do gì mà lưu trữ đồng CEO và bitdao cũng vậy cả hai năm này đó thuận đã đổi qua thành đồng Ethereum tại vì ở ngay thời điểm này để thuận cảm thấy lưu trữ Ethereum thì hợp lý hơn cho nên hiện bây giờ đó là danh mục đầu tư crypto của Thuận là phần lớn như các bạn đã biết là 55% là Bitcoin, 23% là Ethereum, khoảng chừng là 13% là BNB, khoảng chừng là 8% là Cardano và khoảng chừng 1% là FTT hiện tại. Đó là kết cấu danh mục đầu tư crypto của Thuận. Còn nếu như mà nói chung hết tất cả các tài sản đó. Thì các bạn sẽ thấy được là Thuận vẫn đang lưu trữ tiền mặt và stablecoin là khoảng 38,1%. Crypto thì vẫn ở mức là 30,9%. Còn những tài sản khác đó là khoảng 31%. Cũng không có cái sự thay đổi nhiều. Và đối với lại phần trăm crypto này đó. Có thể các bạn thấy được là nó thấp hơn so với lại à, vài tuần trước. Lý do đó không phải là Thuận bán. Thực ra Thuận đã di chuyển rất là nhiều những cái tiền mặt để mà đi thu mua crypto gần đây như các bạn đã biết là thuận trung bình giá hầu như là hàng ngày luôn và thuận bây giờ chỉ trung bình giá vào bitcoin mà thôi khi nào mà có thay đổi thuận sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà tại sao lại thấy cái phần trăm này đi xuống tại vì giá đi xuống khi mà giá đi xuống thì sẽ dẫn đến là phần trăm tiền mặt tăng lên nhưng mà một phần lớn của tiền mặt này đó thuận sẽ vẫn tiếp tục giữ để chờ cơ hội có thể mua được nhà với cái giá hợp lý hơn điều này thuận đã chia sẻ với nhiều bạn rồi nhưng mà đây là cái kết cấu mới nhất mà thuận muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà trung bình giá tuần này đi. Vì bạn cũng đã biết là Thuận cũng đã có một cái danh mục demo ở trên Congetgo để cùng cho bạn trung bình giá để các bạn có thể thấy được là trong thời gian dài hạn đó trung bình giá nó có cái lợi thế như thế nào. Đương nhiên chúng ta chỉ mới chung bình giá khoảng chừng có 3 tháng mà thôi và 3 tháng nay thì giá cả không có tốt nhưng mà cái mình thường muốn chia sẻ với các bạn đó thực ra đây là thời điểm tốt để cho chúng ta thấy được là ngay cả những thời điểm mà giá đi xuống Các bạn trung bình giá dài hạn Thì kết quả 2 năm sau sẽ như thế nào Đó là điều mà tôi muốn chứng minh với các bạn Chúng ta bây giờ hãy chung bình giá tuần này Thì một tuần đó chúng ta sẽ mua thêm 100 đồng Bitcoin Và 100 đồng Ethereum Cứ mỗi tuần cứ mỗi mua như vậy Và cho đến thời điểm bây giờ đó Là cái danh mục này vẫn đang âm là 38% Và chúng ta bây giờ hãy thu mua thêm 100 đồng BTC và Ethereum đi Có nghĩa là chúng ta sẽ mua tổng cộng là 0 chấm 00465 BTC với mức giá là 100 đô và chúng ta sẽ làm điều tương tự đối với lại Ethereum. Cứ như là chúng ta sẽ thu mua là 0.082 Ethereum với mức giá là khoảng chừng 100 đô. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và có một cái cuối tuần vui vẻ Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital Thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là nhận được bonus Hay là nhận được giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những cái sàn lớn như là Binance vân vân Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...